Ok. Tất cả các bạn nghe giải ra con chim. Bắt chặt. Ơi, đây là em KK nha. KK cảm ơn. Bắt chặt. Ba con nó đóng chim. Rồi đây à. Hello. Mày đi con, để mày để mày gãi nè. Mày gãi đi con. Gãi nha, mày gãi đi. Gãi. Gãi chứ không phải là vuốt. Đó, đó. Xoa đầu, gãi giống như mấy em kia đi. Gãi nhẹ thôi. Gãi nhẹ thôi, từ. Đó. Đúng rồi. Gãi nào đây bà chị, đừng con ca ca mày. Mày đi. Gãi nhẩm. Ngoan, đúng rồi. Gãi xoa đầu mày, gãi nào mày. Gãi á, là gãi giống như gãi chú ba vậy đó. Em này bự quá bự. Đây có màu xanh nè các bạn thấy không? Ôi. Ôi kéo xuống. Bự quá. Không được như vậy. Cao cao ngoan đi. Đây nè, gãi nè. Các bạn thấy chưa, phải gãi như vậy nha. Các bạn nhớ được đăng ký con mai nha, là con kia cái ba của mai nữa. Hãy ép ra con kia của anh nha. Ok, cảm ơn các bạn nhớ đăng ký kênh cho mai nha. Đó, gãi. Đúng rồi. Gãi. Này, đờn, đó. Không được cắn nhẫn. Nó khoái cắn nhẫn lắm mấy bạn ơi. Đúng rồi, có hai cắn nhẫn. Còn có hai thơ cắn. Thắng cái gì cũng mùm đuôn. Ừ. Ba. Nó có hồi ngon. Nhưng nó hút hồi mày. Ừ, nó hiền không? Đây là em Bẹt Nam Mỹ nha mấy bạn. Đúng rồi. Trời. Ba đừng. Ba hả nó kia con. Đó. Đúng rồi. Tại con không cho nó ăn đó. Nên nay nó giữ với con rồi. Đây là em KK em mới chứ không phải là em trước đây. Trời ơi.